chào tất cả các bạn, rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trên kênh YouTube LKS Channel của Linkkiện Store. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một đồ chơi mới dành cho mẫu camera hành trình, đó là mẫu SG6 Legend cũng như là mẫu Hero 5, Hero 6 đều có thể sử dụng được. Thì các bạn có thể nhìn thấy thì em này có một thiết kế khá giống như là đĩa bay của ngoài hành tinh, nhưng mà thật ra thì nó là một chiếc dâm bót hỗ trợ camera hành trình quay và chụp hình dưới nước. Và cái tỷ lệ chụp hình của chiếc dâm bót này hỗ trợ cho camera hành trình đó là nó sẽ chụp được những tấm hình vô cùng vi diệu với 50% là ở dưới nước và 50% hình ảnh còn lại là ở trên không trung, giống như tấm hình như thế này các bạn có thể nhìn thấy. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp ráp chiếc dâm bót này như thế nào, và trong clip tiếp theo thì mình sẽ đem em ra biển và test thực tế cho các anh em xem luôn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ điểm qua những cái thiết bị có trong một hộp dâm bót. Full hộp của nó thì gồm có một cái mắt kính chụp to như thế này, và phía sau của nó, các bạn có thể nhìn thấy phía sau của nó là một khung để đựng camera hành trình. Đây, các bạn có thể nhìn thấy phía sau của nó là một ô đựng camera hành trình, và có in nổi thương hiệu Telesin ở đây. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy in nổi thương hiệu Telesin ở đây. Nhìn nó có thiết kế với những cái ốc vít được thiết kế bằng kim loại nổi lên, nhìn rất là đẹp, nhìn rất là đẹp mắt. Thật ra là nhìn nó bên ngoài thì thật sự rất là giống một chiếc đĩa bay của người ngoài hành tinh. Rồi tiếp theo là nó có một cái cần, để cái cần này là dùng để bấm nút quay khi mà chúng ta cầm ở trên tay. Một cây gậy có trọng lượng rất là nhẹ, vô cùng nhẹ, để chúng ta cầm ở trên tay khi mà chúng ta bơi ở dưới nước. Một cái dây đeo để giữ cố định không bị rơi mất chiếc dâm bót này. Và tiếp theo là một chiếc cái này giống như một chiếc lê để có thể vặn cái con ốc này. Đây, nó có thiết kế để vặn ốc. Và dĩ nhiên là nó sẽ có một cái ốc vít như thế này để vít nối chung với lại camera. Ngoài những thiết bị trên thì trong hộp của một chiếc dâm bót thì nó còn gồm có một chiếc khăn như thế này, có in nổi dòng chữ Telesin. Một chiếc khăn để dùng để lau kính. Và nó sẽ có một cái mũ để bảo vệ mà chiếc dâm bót này. Nó sẽ bảo vệ như thế này, trùm lên. Ngoài ra, để hỗ trợ cho cái việc mà khi mà camera hành trình chúng ta ở dưới nước và nó sẽ có hiện tượng là bị hấp hơi ở bên trong, thì nhà sản xuất của chiếc dâm bót này cũng rất là tâm lý khi mà bỏ kèm theo đó là một miếng hút ẩm. Miếng hút ẩm để các bạn bỏ vào bên trong. Tương tự với những thiết bị có bên trong của chiếc dâm bót dành cho SD Cam thì chiếc dâm bót dành cho GoPro cũng tương tự. Các bạn có thể nhìn thấy là cái điểm khác biệt giữa hai cái dâm bót này, khi mà cái mắt len của chiếc dâm bót dành cho SD Cam thì có mắt hình tròn, và của GoPro Hero thì nó lại có mắt hình vuông. Bây giờ mình sẽ lắp ráp mà cả hai chiếc dâm bót này lại. Đầu tiên thì đây, đi kèm theo mỗi một bộ dâm bót thì nó có một quyển sách hướng dẫn như thế này. Và giờ mình sẽ lắp ráp. Đầu tiên là đối với chiếc camera hành trình SD Cam. Đầu tiên các bạn sử dụng mở nắp chiếc hộp dâm bót này lên. Các bạn bỏ chiếc SG6 Legend. Mình bỏ chiếc SG6 Legend vào. Và thiết kế ở bên trong của nó được phủ một lớp cao su như thế này, giúp chống nước rất là tốt. Nó tương tự như một chiếc ốp chống nước vậy, với các nút bấm được thiết kế bằng kim loại bọc như này. Tương tự như là một cái ốp chống nước có thể chống nước. Đây, mình vừa lắp xong chiếc camera hành trình SG6 vào trong cái mắt kính của chiếc dâm bót. Và tiếp theo thì mình sẽ tiến hành lắp. Đối với chiếc tay cầm như thế này thì các bạn nhìn thấy màu nối ở đây, và các bạn đây, các bạn có thể nhìn thấy khi chúng ta lắp ráp vào thì chiếc cần này đã được đặt lên trên cái nút bấm quay phim chụp hình nhanh ở phía bên trên này. Và giờ chúng ta sẽ vít ốc vít vào đây.
để chắc chắn các bạn sử dụng cái cờ lê này để bạn rồi sau khi chúng ta đã vặn chắc chắn ở phía dưới này thì chúng ta sẽ kết hợp chiếc tay cầm này vào cho chiếc đâm bót. Rồi giờ mình sẽ lắp tay cầm vào. Tương tự như một chiếc gậy tự sướng. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là các thiết kế của nó rất là khớp với nhau. Rồi chúng ta sẽ vặn ốc vào. Ok, mình vừa hoàn thành xong, mình vừa lắp xong một chiếc đâm bót cầm tay dành cho chiếc camera hành trình SG6 Legend. Và chiếc đâm bót này có thể hỗ trợ được cho cả chiếc camera hành trình SG7 Star luôn nhé các bạn. Đây. Và khi các bạn ấn chụp hình thì các bạn chỉ cần dùng thao tác ấn như bóp cò súng vậy đó, các bạn ấn xuống. Thì cái thanh này sẽ nối với cái nút ấn ở trên này và có thể ấn được nút chụp hình quay phim nhanh ở bên trên này. Rồi ok, hoàn thành. Và các bạn có thể sử dụng chiếc dây này để cố định lại và đeo lên trên tay để không bị rơi mất chiếc đâm bót này. Đây, và chiếc đâm bót sẽ được sử dụng như thế này. Các bạn tha hồ thỏa thích để có thể quay video hay là chụp hình ở dưới nước một cách dễ dàng và không bị cản trở bởi cái việc nước nó tiếp xúc trực tiếp vào trong cái mắt của camera hành trình. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp lại một lần nữa đối với chiếc camera hành trình Hero và mình sẽ lắp nhanh chiếc này nhé. Ok, hoàn thành, vô cùng nhanh chóng và đơn giản đúng không các bạn? Hai chiếc đâm bót, một chiếc dành cho SG6 Legend, SG7 Star và một chiếc dành cho GoPro Hero 5 và GoPro Hero 6 sẽ giúp cho các bạn có những thước phim cũng như là những tấm hình chụp rất là vi diệu ở dưới nước. Vừa rồi là mình vừa giới thiệu cũng như là hướng dẫn về cách lắp ráp của chiếc đâm bót dành cho camera hành trình GoPro Hero 5 cũng như là đối với SD Cam. Thì trong clip tiếp theo thì mình sẽ test thực tế chiếc đâm bót này ở dưới nước và để xem là những tấm hình cũng như là những video mà chiếc đâm bót này chụp khi mà ở dưới nước đối với Hero 5 và SD Cam thì nó cho hình ảnh vi diệu như thế nào nhé. Thì nếu các bạn cảm thấy clip này hay và bổ ích thì hãy nhớ like và subscribe cho kênh YouTube LKS Channel của mình. Tạm biệt tất cả các bạn.